Xin kính gửi tới quý vị một chiếc trống đồng cực khủng và cực kỳ VIP, đúng không ạ? Đấy là cái lòng ván của chúng tôi rất là to. Hôm trước chúng tôi đã quay một video giới thiệu về cái lúc cái ván này chưa thành khung rồi. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện khung và sơn PU bóng mờ rất là đẹp rồi. Hôm nay chúng tôi sẽ... Nó cũng rất lặng, không muốn bê thẳng đứng lên để quay tạm như này, báo cáo anh khách hàng cùng tất cả quý vị cùng được chiêm ngưỡng. Và một vài hôm nữa chúng tôi sẽ ship hàng tới trả cho anh khách hàng đó. Xin trân trọng cảm ơn.